Phật giáo đối đầu với Công giáo, người miền Bắc chống lại người miền Nam, dân sự đụng độ quân sự, nội đô khinh rẻ ngoại thành, người Kinh bài xích dân tộc thiểu số. Năm 1967, nhà nước chống cộng Việt Nam là một chảo lửa chứa đầy những kình địch chồng chéo, thúc đẩy và làm trầm trọng thêm sự hỗn loạn chính trị đang phá hủy đất nước sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị ám sát năm 1963 trong một cuộc binh biến. Nhưng xét ở góc độ chính trị cao cấp, cuộc tranh đấu giữa hai kình địch là tướng Nguyễn Cao Kỳ và Nguyễn Văn Thiệu mới là điều gây chú ý nhất đối với các nhà quan sát chính trị. Cả hai người đều trẻ tuổi và đầy tham vọng, đều là những tay lẻo lái xảo quyệt các âm mưu độc ác và đảo chính vốn lan tràn trong giới quân đội cầm quyền Nam Việt Nam. Và sau nhiều năm đấu đá xây dựng liên minh, họ cùng hướng đến một cuộc đối đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1967. Năm 1967, chỉ mới 37 tuổi, Nguyễn Cao Kỳ đã nắm giữ chức vụ thủ tướng ít quyền lực. Là một trong những sĩ quan đầu tiên tham gia lực lượng không quân quốc gia do Pháp tài trợ, Kỳ đã được thăng cấp nhanh chóng sau cuộc chiến cùng người Pháp chống lại quân đội của Hồ Chí Minh trong chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, từ năm 1946 đến năm 1954. Đến năm 1964, Kỳ là tư lệnh lực lượng không quân. Vị trí cho phép ông ta chủ mưu nhiều âm mưu đảo chính quân sự sau đó. Lớn hơn đối thủ của mình 7 tuổi, Nguyễn Văn Thiệu cũng nổi danh vào đầu những năm 1950, đấu tranh với quân Việt Minh tại vùng đồng bằng sông Hồng của Việt Nam. Với cương vị tư lệnh của sư đoàn 5 có tầm quan trọng chiến lược đóng quân Sài Gòn, Thiệu cũng là một nhân vật quan trọng trong các cuộc đảo chính dự kiến. Nhưng phản đối chúng cho tới khi âm mưu chống lại Ngô Đình Diệm dường như chắc chắn thành công trước khi dẫn đầu cuộc tấn công vào phủ Tổng thống. Vận may của Thiệu suy giảm sau một vụ đấu đá với Nguyễn Khánh, vị tướng mới nhất trong chuỗi các tướng lĩnh muốn đoạt ngai vàng. Thiệu rất hằn học khi Khánh ủng hộ Kỳ bằng việc bảo trợ và cho Kỳ thăng chức. Tuy nhiên sau đó, Thiệu đã quay trở lại sau khi Khánh và một loạt các tướng lĩnh cao cấp khác bị thanh trừng vào mùa xuân năm 1965. Nắm chắc vị trí Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia do quân đội dẫn dắt vào tháng 6. Ngoài những điểm chung trong cuộc đời binh nghiệp, Thiệu và Kỳ hầu như hoàn toàn khác biệt. Sức láo, màu mè, bốc đồng, Kỳ để tóc theo kiểu một tên giang hồ, khoác lên mình một khăn hàng hiệu màu tím và cặp kính hàng không. Kè kè bên mình bà vợ hai, vốn là một tiếp viên hàng không với phong cách lòe loẹt và sở thích giải phẫu thẩm mỹ. Kỳ thường được biết đến như là một tư lệnh táo bạo liều lĩnh với niềm đam mê cờ bạc và đá gà. Ngược với Kỳ, Thiệu luôn cẩn trọng và sống khép kín, xây dựng hình tượng bản thân là một người đàn ông chuẩn mực của gia đình với sở thích khiêm tốn. Ông tránh xa ánh đèn sân khấu, thích đứng sau hậu trường, vạch ra các kế hoạch của mình. Nhưng sự ganh đua giữa Thiệu và Kỳ vượt xa ngoài khác biệt đó, không chỉ xung đột về tính cách. Mối thâm thù Thiệu Kỳ đại diện cho sự trầm trọng hơn các mâu thuẫn sâu sắc trong xã hội, ngay cả khi quốc gia lún sâu hơn vào chiến tranh. Ngày 1 tháng 4 năm 1967, Quốc hội lập hiến Việt Nam Cộng Hòa thông qua bản hiến pháp và dự trù bầu Tổng thống vào mùa thu. Cũng từ đây, bất chấp những nỗ lực của CIA, những xung đột lợi ích căng thẳng trong liên danh Thiệu Kỳ bắt đầu bị phơi bày. Từ hợp tác. Ngày 1 tháng 5 năm 1967, đại sứ Edward Bunker đến Sài Gòn thay Roger. Tân đại sứ tích cực can thiệp vào cuộc bầu cử mà CIA đã chuẩn bị dân chơi từ tháng 2 năm 1967, khi yêu cầu Nguyễn Cao Kỳ thành lập một mặt trận đoàn kết quốc gia để chuẩn bị ra ứng cử Tổng thống. CIA và tòa đại sứ có ý ủng hộ Nguyễn Văn Thiệu, trong khi Washington muốn giữ thái độ trung lập giữa Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ. Tuy nhiên, một bất ngờ xảy ra khi Hội đồng tướng lĩnh Sài Gòn tuyên bố buộc Kỳ đứng phó cho liên danh Thiệu Kỳ để tránh chia rẽ trong quân đội. Quyết định này, theo như giải thích của Nguyễn Cao Kỳ, rằng làm vậy là vì quyền lợi quốc gia, và Nguyễn Văn Thiệu đồng ý sau khi đắc cử chỉ là Tổng thống bù nhìn với mọi quyền hành đều giao cho Nguyễn Cao Kỳ. Ngày 21 tháng 6 năm 1967, Nguyễn Cao Kỳ gặp trạm trưởng Miller và đề nghị cử Nguyễn Xuân Phong, một nhân vật thân CIA và là một viên chức trong bộ máy tranh cử của liên danh Thiệu Kỳ, làm trung gian giữa liên danh với CIA. Nguyễn Xuân Phong có nhiệm vụ thông báo cho Miller mọi kế hoạch tranh cử của liên danh và nhận chỉ đạo từ Miller. Ngày 20 tháng 7, Nguyễn Xuân Phong báo cáo với Miller rằng Nguyễn Văn Thiệu sẵn sàng đóng vai trò phụ sau khi đắc cử như Nguyễn Cao Kỳ đã nói trước đây.
qua Nguyễn Xuân Phong trong tháng 7 năm 1967. Nguyễn Cao Kỳ nhận của Mỹ 5 triệu đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa để tổ chức một mặt trận tôn giáo và chính trị ủng hộ Liên Danh. Dù hỗ trợ như vậy, CIA vẫn lo ngại Liên Danh Thiệu Kỳ có thể thất cử vì còn có sự tham gia của nhiều liên danh dân sự khác, nên đồng ý với đề nghị của Nguyễn Xuân Phong để cho tướng Nguyễn Ngọc Loan, Giám đốc Cảnh sát Quốc gia và An ninh Quân đội, dùng người của mình vận động cho Thiệu Kỳ trong những vùng liên danh nhiều khả năng không giành được phiếu. Ngày 3 tháng 9 năm 1967, Liên Danh Thiệu Kỳ thắng cử với 35% số phiếu bầu, một kết quả quá khiêm nhường so với ưu thế của Liên Danh Quân đội. CIA cho rằng có lẽ nhân viên các cấp bỏ tiền vận động vào túi thay vì dùng để vận động. Ngày 2 tháng 10, Quốc hội lập hiến Việt Nam Cộng Hòa hợp thức hóa sự đắc cử của Liên Danh Thiệu Kỳ dưới sự vận động của tân trưởng trạm CIA Sài Gòn John Hart. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ tuyên thệ nhậm chức. Đến đối đầu. Sau cuộc bầu cử, người ta thấy Nguyễn Văn Thiệu không im lặng như trước bầu cử và không đóng vai trò phụ cho Nguyễn Cao Kỳ như mọi người tưởng. Cuộc đụng chạm đầu tiên phải kể đến là khi đài truyền hình NBC muốn phỏng vấn Thiệu và Kỳ trong chương trình Meet the Press. Nguyễn Văn Thiệu nói với NBC rằng chỉ cần phỏng vấn Tổng thống là đủ và điều này khiến Nguyễn Cao Kỳ nổi giận. Bộ Miller phải tìm cách khuyên Nguyễn Cao Kỳ kiềm chế. Mỹ lo ngại sự thể này có thể là Nguyễn Cao Kỳ từ chức Phó Tổng thống hay tệ hơn là công khai cạnh tranh với Nguyễn Văn Thiệu. Giữa lúc đó, với sự hỗ trợ tiền bạc của CIA, Đặng Đức Khôi, một người thân tín của Nguyễn Cao Kỳ và có nhiều quan hệ với CIA, đã giúp Thượng nghị sĩ Trần Văn Đôn, một cựu tướng lĩnh, thành lập mặt trận cứu nguy dân tộc, ra mắt vào ngày 18 tháng 2 năm 1968. Dù trung thành với Nguyễn Cao Kỳ, nhưng Khôi cũng nghĩ rằng việc đối đầu giữa Thiệu và Kỳ cần chấm dứt và Mỹ hy vọng mặt trận sẽ làm việc với Thiệu. Tuy nhiên, Tổng thống Thiệu không trông chờ mặt trận cứu nguy dân tộc, vốn do người của Kỳ kiểm soát, sẽ ủng hộ mình nên đã xúc tiến thành lập một phong trào khác lấy tên là Lực lượng Tự do Dân chủ, ra mắt tại Sài Gòn vào tháng 3 năm 1968. Lúc này, nhân vật mới cầm đầu CIA tại Sài Gòn là Ralph Kachot, hoạt động như con thoi với cả Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ, nên cả hai đều tưởng rằng CIA chỉ ủng hộ mình. Trong khi đó, mặt trận cứu nguy dân tộc của Kỳ và Lực lượng Tự do Dân chủ của Thiệu đều thất bại trong việc tập hợp lực lượng hậu thuẫn. Qua Kachot, đại sứ Edward Bunker gây áp lực buộc Thiệu và Kỳ lập một liên minh chung gồm mọi đảng phái. Ngày 4 tháng 7 năm 1968, liên minh ra mắt với sự đồng hiện diện của Thiệu và Kỳ, gồm mặt trận cứu nguy dân tộc, Lực lượng Tự do Dân chủ, Nghiệp đoàn Công nông và 25 nhóm chính trị nhỏ khác. Tháng 6 năm 1968, Nguyễn Văn Thiệu hoàn tất chương trình cô lập Nguyễn Cao Kỳ. Các nhân vật thân cận Kỳ và đa số làm việc với CIA đều bị gạt ra khỏi các chức vụ then chốt và CIA lúng túng vì thiếu người trung thành hợp tác làm việc. Thành phần CIA đã móc nối còn làm việc cạnh Thiệu đều là những người không đáng tin. Trong đó có một nhân vật làm việc gần gũi và có ảnh hưởng giới hạn nào đó đối với quan điểm của Thiệu về mặt vận động quần chúng. Thiệu biết nhân vật này làm việc với CIA và đôi khi dùng sự quan hệ giữa y với Miller và sau này với Kachot để gián tiếp chuyển quan điểm của mình đến đại sứ Edward Bunker. Trong tháng 9 và tháng 10 năm 1968, trước áp lực của Mỹ yêu cầu đồng ý với đường lối đàm phán của Washington tại Paris, Nguyễn Văn Thiệu hai lần báo động nhằm gián tiếp cho Mỹ biết Nguyễn Cao Kỳ muốn đảo chính. Để trấn an, CIA báo cho tay chân của Nguyễn Cao Kỳ biết Mỹ không chấp nhận bất cứ âm mưu nào chống Thiệu. Tháng 1 năm 1969, Nguyễn Văn Thiệu đuổi kéo Nguyễn Cao Kỳ khỏi Sài Gòn bằng cách cử Kỳ sang Paris quan sát cuộc đàm phán với Hà Nội. Bị qua mặt một cách ngoài mong đợi, Kỳ vẫn duy trì được sự ủng hộ trong giới quan chức quân đội chót bu và sự quý mến trong hàng ngũ binh lính các cấp. Mặc dù Thiệu giành được chức Tổng thống vào tháng 10 năm 1967, vị trí của ông ta vẫn chưa được đảm bảo. Bị ám ảnh về bóng ma của một cuộc đảo chính khác, một công cụ hàng đầu của Kỳ, Thiệu tìm cách vô hiệu hóa đối thủ của mình bằng cách giành sự ủng hộ của người Mỹ. Đóng một vai trò chính khách có trách nhiệm và tuyên bố giữ vững hiến pháp mới, Thiệu nâng vị thế của mình với một Nhà Trắng vốn lo sợ rằng các mưu đồ mới ở Sài Gòn sẽ làm mất đi sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến. Mặt khác,
Thiệu cũng tập hợp được một nhóm người ủng hộ trong quốc hội mới. Thông qua việc nhấn mạnh các lợi ích chung hoặc đánh vào lòng ham muốn hối lộ theo yêu cầu. Sau đó, lợi dụng chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 của quân giải phóng vào tháng 2 năm 1968, Thiệu có cớ để thay thế các tay chân thân cận của Kỳ trong quân đội. Tại sân bay, hải quan và các hãng tàu, các vị trí cốt yếu trong các đường dây buôn lậu vàng và thuốc phiện của cả hai phe. Từng trực tiếp tiến hành các cuộc đảo chính trong suốt thời kỳ hỗn loạn sau khi Diệm bị ám sát, sự nhạy cảm của Thiệu có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng các phản ứng quá mức gây hại cho cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 2 năm 1971 đã chấm dứt việc thử nghiệm hiến pháp tại Nam Việt Nam, khiến Thiệu và nền dân chủ Nam Việt Nam mất uy tín không thể cứu vãn nổi. Có uy thế với quân đội nhưng bị ám ảnh với nỗi lo sợ trước đối thủ vốn hiện đã khá yếu ớt, Thiệu lợi dụng việc kiểm soát tòa án tối cao và quốc hội để áp đặt các quy định bầu cử, ngoại trừ việc cấm cản sự tham gia của Kỳ. Ngoài ra, văn phòng của Thiệu còn gửi thư hướng dẫn gian lận bầu cử đến các tư lệnh quân đội các tỉnh, khiến một quan chức phải ca thán rằng Thiệu đã viết ra những điều chỉ nên truyền miệng. Khi thủ đoạn của Thiệu cuối cùng bị lộ, cả Kỳ và cựu tướng Dương Văn Minh đều đã rút tư cách ứng cử viên để phản đối. Không chùn bước, Thiệu đã gây sốc các quan sát viên người Mỹ và Việt Nam bằng cách tiến hành một cuộc tranh cử không có đối thủ, định hình cuộc bầu cử thành một cuộc trưng cầu dân ý về sự cai trị của ông ta. Sau khi thắng cử, Thiệu sử dụng chiến dịch xuân hè năm 1972 của Cộng sản làm cái cớ để áp dụng các chính sách hạn chế khắc nghiệt lên các đảng phái chính trị và truyền thông độc lập. Đại sứ Nam Việt Nam tại Washington nhớ lại, cuộc bầu cử năm 1971 đánh dấu thời khắc việc tìm kiếm một mục tiêu quốc gia giàu sức sống cuối cùng đã bị thải loại để nhường chỗ cho sức mạnh của kẻ chuyên quyền. Nó đã đánh mạnh vào xã hội dân sự chống cộng từng bùng nổ của Nam Việt Nam, với sự nhiệt tình đáng kể thời năm 1967 phải nhường chỗ cho sự hoài nghi và thất vọng. Ngoài các hậu quả tức thời, sự kiện năm 1971 cũng phản ánh thất bại của Nam Việt Nam trong việc vượt ra khỏi nền chính trị ô dù của những nhân vật cá tính hơn. Đặc biệt, các cải tổ năm 1967 đã dự định cung cấp một mô hình quản trị mới. Trong đó, thẩm quyền không bắt nguồn từ vũ lực mà từ sự chính danh trong mắt cử tri và là nơi các đảng đối địch nhau giải quyết các tranh luận một cách ôn hòa hơn là lệ thuộc với số phận của những lãnh đạo mạnh. Thay vì kiềm chế các tướng lĩnh bằng luật lệ, các cuộc bầu cử năm 1967 và 1971 lại bị lu mờ bởi mối thù hằn Thiệu Kỳ, một nhân tố không nhỏ góp phần vào thất bại chết người của chính quyền quân sự trong việc giành được tính chính danh về chính trị trong mắt công chúng. Mặc dù chỉ được các sách vở tiếng Anh về cuộc chiến miêu tả như là các âm mưu nhỏ nhặt trong một chế độ bù nhìn, sự đấu đá nội bộ trong chính quyền Nam Việt Nam đã lý giải cho sự sụp đổ của nhà nước này từ bên trong, rõ ràng và không thể đảo ngược nhiều năm trước khi chiến tranh kết thúc. Cũng như Ngô Đình Diệm, sự lên ngôi của Nguyễn Văn Thiệu có vai trò rất lớn của CIA. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, con đường diệt vong của chế độ Sài Gòn đã được định sẵn. Đó cũng là con đường dẫn đến thất bại nặng nề nhất mà CIA từng nếm trải trong lịch sử can thiệp ở nước ngoài. Có lẽ trên thế giới cũng ít có người lãnh đạo dù hình thức của một chỉnh thể nào lại công khai thừa nhận thái độ làm tay sai ngoại bang cho mình như trong bài phát biểu đó. Nguyễn Văn Thiệu đã nói huỵch toẹt ra, ân oán giang hồ với quan thầy, đại loại là người Mỹ đưa viện trợ nhiều thì chúng tôi đánh nhiều, còn đưa ít thì chúng tôi đánh ít. Cũng chẳng khác một người đưa ít tiền mà đòi một bữa ăn thịnh soạn thì làm sao chúng tôi có thể làm được. Những năm cuối đời của Nguyễn Văn Thiệu thực sự tủi nhục, ông dường như không thể xác định được vị trí của mình trong tâm thế cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Phần đông số này đều oán hận Thiệu. Một thuộc cấp của Nguyễn Văn Thiệu về sau thuật lại vào năm 1990, Nguyễn Văn Thiệu có buổi nói chuyện với một số đồng bào tại Westminster, California. Một người đàn bà được một tổ chức chống đối sắp đặt đã cầm micro chửi bới ông nặng nề. Không biết thanh minh gì hơn, Nguyễn Văn Thiệu chỉ trả lời, tôi rất thông cảm với nỗi căm phẫn của bà. Cũng viên thuộc cấp này đã nhận xét, tôi hiểu sự im lặng của ông ta, nỗi cô đơn và cay đắng của ông ta mang theo cho đến cuối cuộc đời.